đang nghe thực tế là em đang test cái độ xa, độ phóng, độ phủ của Lyra LA12 anh em nhé. Và anh em nghe cái chất âm của nó có chi tiết không ạ? Anh em thể nghe thấy khoảng cách rất xa luôn. Từ đây lên tới cái chỗ đặt Lyra kia anh em nhìn thấy, Lyra nó rất là nhỏ bé. 4 tay Lyra, 1 cặp súc kép 50 như anh em thể thấy đúng không ạ? Rất xa, khoảng cách nó rơi vào tầm khoảng 150m anh em nhé. 150m có dư luôn cho anh em luôn. Và anh em cùng nghe xem là cái chất âm của Lyra khi phóng xa sẽ như thế nào. Quá xa rồi anh em. Đấy, zoom lên tận quá mạnh luôn, anh em thì chỉ thấy vỡ hết cả hình ảnh luôn rồi, đúng không ạ? Đấy, quá xa luôn. Và độ phủ nó cực kỳ tốt. Với số lượng loa như này thì anh em chỉ cần chơi đó là 2 cặp là 4 tay hiện tại như đang đánh, là anh em có thể đi đám cưới thoải mái luôn anh em nhé. Nhiều anh em thì suy nghĩ là 2 cặp như này là 4 tay có đi được đám cưới không, độ phủ của nó có đủ không, thì thực tế video đây test thực tế cho anh em cùng xem. Không phải anh nên em rời xa đây thôi. Hứa hẹn cùng nhau đến khi bạc đầu. Lời ước thề khi đưa em bước đi đâu. Em cứ bước đi đi, xem tình yêu này không có gì. Anh cũng chẳng cao sang, chẳng lo em bay thêm như ý. Chuyện tình mình sẽ ngã. Anh